Xin chào tất cả các bạn nha, đã quay trở lại với kênh của Taxi Dù ấy. Buổi chiều này nét đấy, đẹp đấy, trong nét hơn tối hôm qua đúng không? Hôm qua sợ quá, quay cái video xong xấu hổ quá, phải không dám đăng lên mạng, sợ ảnh hưởng đến tinh thần. Đang cây 39 nha các bạn nha. Hiện giờ thì Thắng đang cùng anh Sự đi chơi suốt 4 ngày trên cao nguyên đá Đồng Văn, bây giờ mới về. Thắng thì vừa ngủ dậy một giấc rồi, anh Sự thì vẫn phải lái, vẫn phải tập trung vào chuyên môn. Tại vì những lúc Thắng đi quay thì anh Sự lại ngủ. Thỉnh thoảng vẫn phải leo đồi đấy. Không phải ngủ thỉnh thoảng là như sáng nay là đang ngủ đấy. Kìa xe đấy, đấy. Lao động chính đấy, đấy. Đang lái chim đấy. Lìa lìa đấy. Xem đây có ống lam nào không? Cái gì đây? Vũ nữ chân dài à? Vũ nữ chân dài thôi. Chân dài. Ngoé. Ba que sỏ ngoé. Ba que sỏ ngoé. Ngoé là họ lấy ba cái kẹp này, họ kẹp vào và phơi. Họ phơi xong thì bán cho, mang ra đây để bán. Mỗi hình như mỗi một cái kẹp đó là họ bán 50 cành nữa. 50 cành và anh em thì sẽ lấy về và trao mỡ uống bia. Dạ. Yeah. Mùa này là mùa hè họ uống bia được rồi á. Qua đèo 40 rồi nhỉ, vừa ngay qua đèo 40 đúng không? Mình đây đang 39 mà. Lại tiếp tục xuống cái đèo 39 thì 39 40 luôn. Đường Bắc Mê là nhất Su Phì nhì Bắc Mê mà. Đường khoảng nào mà đã đi Hà Giang rồi thì đều biết những câu nói nổi tiếng là nhất Su Phì nhì Bắc Mê. Như là cái độ cua của nó thuộc hàng khủng khiếp luôn. Ai mà xe xe không đi được những cái đường này. Đi cua lắm, lóc léo luôn. Tài đang ngủ kỹ lắm rồi đấy nhỉ? Tài thì vì tối hôm qua ấy, sáng anh dậy không đánh răng mà nó không dám cười nữa. Cười luôn. Ô, cận đây cái gì đấy? Một anh xe tải phải đi chờ từ từ đó. Anh bạn này là cảnh tỉnh mình đây, 11 đây. Nhất không nhỉ đây. Xe cao nhỉ? Này họ lái ấy như nhỉ? Không Sự lái được xe này không? Sự lái tốt. Bây giờ nếu mà lái một lúc thì nó quen chắc cũng lái được. Chúng lái một lúc thì lại quen chắc lái được. Nên phải tập duyệt tí đúng không? Nên phải tập duyệt. Xe này là nó phải đi bám cua từng tí một, đi chậm không đi nhanh được. Bây giờ là anh Sự chở Thắng về cái là đêm nay lại có một cuộc đi Đồng Văn luôn nha các bạn nhé. Liên tục luôn. Anh Sự anh ấy không nghỉ ngơi một tí nào. Một hàng taxi dù thuộc dạng hàng VIP ấy. Đàm nổ liên tọi. Cháy máy luôn. Nhưng mà đa phần là ai biết thì gọi thôi. Đi theo kiểu quen biết thôi. Giá rẻ bất ngờ. Dù mà lúc nào cũng vi phu. Dù thì tất cả ở trên trời mà rơi xuống cũng phải cần dù đấy. Máy bay người ta phải cần dù nhỉ. Thì máy bay cũng máy bay dù à? Máy bay là phải có dù, gọi là máy bay dù đấy. Máy bay bà già là máy bay gì nhỉ? Trực thăng nhỉ? Trực thăng gọi máy bay bà già nhỉ? Đúng rồi. Thế nên là người ta mới có câu là lấy vợ già là lái máy bay mà đấy. Phải không Tài? Em không hiểu câu này mấy. Đôi khi máy bay bà già là cũng phải nhảy dù mới đến được với bà đấy, đúng không? Thằng Tài nó bảo lấy vợ già là vừa ngọt cửa, vừa sạch cửa nhà, vừa ngọt cơm canh, vừa giàu nữa. Tài vợ nó hơn có 3 tuổi.
lắm đấy. Ừ, anh xem ép mua vàng mở mua. Đường rất hẹp, đường nó hẹp hẹp quá, không thể vượt ngay thế được, không thể vượt được, rất là nguy hiểm đấy. Xe 489 à, vượt rồi, lên. Đấy, xe này dài cũng phải đến 15 mét đấy nhỉ? Đến đấy. 4 chân, 5 chân chạy đường này cũng được. Phải nói là những cái tay lái đây là siêu khủng, cũng rất là gấp. Đường ngày thường thì anh Sự anh sẽ chạy khoảng 65 đến 70 thôi nhá. Không đúng chạy được đâu các bạn. 40 thì này. 40 còn thấy nhanh ấy. Tại vì cua lên tọa nhỉ. Ừ, cua lên tức. Mùa này trong này thì chưa thấy măng đâu nhỉ. Chắc là tí anh em mình ra đến ngoài đó là có măng. Năm ngoái mình mua măng ở Yên Định này về phơi nhiều mà. Cây mười mấy. Năm nay bác nào mà mua măng đến mùa hè nhá. Đến mùa hè tháng làm măng là tháng bán mùa nào thức đấy. Bác nào mà mua măng thì gọi điện cho Tất Thắng 0834335335 để nhận được măng. Măng khô luôn. Một sổ măng cực ngon luôn. Cực ngon luôn, vàng ươm. Vàng ươm. Anh em mùa nào thức đấy. Măng ngon, bác nào mua măng đã biết rồi, không phải giải thích. Giải thích lòng vòng quá. Ôi, tài xế, chào xe hông. Em chào em. Chào cháu. Chào cháu ạ, chào em. Anh phanh thì rất là nguy hiểm nhé, nó gợi những trâu nó hút vào xe. Trâu là nó hay đúng không? Đây là đèo 37. Đây hết đèo này xuống thì sẽ đường rẽ đi Minh Sơn. Đây có anh nhìn thấy một trong những con đèo thuộc hàng khó nhất trong đường đi vào Bắc Mê. Cái này là mình đi mà gặp may mà đường này ở đây là nó rất chi là vắng nhỉ. Đúng rồi. Thỉnh thoảng mới có một người, ví dụ đấy vừa gặp một cháu đi chăn chăn trâu ấy. Đèo cua lắm. Đèo này mà cái xe lúc nãy là phải đi cực là chậm. Có cua là phải đổ 3 phát, 2 phát. Đấy. Mở rộng nó cũng thế này. Ở chỗ này có được bán quà nữa. Được bán quà đâu. Đấy. Đấy, như chỗ này họ mở ra như này. Trời lạnh rồi á. Đêm
4 ngày rồi.